Nga đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn trên tất cả chiến tuyến ở Ukraine sau khi lực lượng của Kiev đạt được những bước tiến đáng kể trong cuộc phản công gần đây. Báo The Telegraph dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 9 cho biết, lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh Nga đang thực hiện đợt tấn công quy mô lớn vào lực lượng vũ trang Ukraine trên tất cả các hướng. Theo đó, các cuộc không kích chính xác cao nhằm vào các vị trí của Ukraine xung quanh Sloviansk và Konstantinovka ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Trước đó, Nga rút lực lượng của mình khỏi vùng đông bắc Ukraine, đặc biệt là ở khu vực Kharkiv, sau khi quân đội Ukraine tiến hành một cuộc phản công chớp nhoáng để giành lại lãnh thổ do lực lượng của Moscow kiểm soát. Quân đội Ukraine ngày 12 tháng 9 tuyên bố họ đã giành lại được nhiều lãnh thổ hơn trong 24 giờ qua và tái chiếm một khu vực có diện tích gấp 7 lần thủ đô Kiev trong tháng này. Kiev nói rằng họ đã chiếm lại hơn 20 khu định cư và quân đội Nga đang vội vàng từ bỏ vị trí và rút lui. Giao tranh xảy ra ác liệt ở miền đông Ukraine trong bối cảnh nước này yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm xa hơn, theo báo The Wall Street Journal ngày 12 tháng 9. Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân có thể được bắn bằng các hệ thống rocket đa nòng mà quân đội Ukraine hiện có như M142 HIMARS và M270 MLRS. Tuy nhiên, hệ thống này có tầm bắn xa hơn đáng kể khoảng 300 km. The Wall Street Journal đưa tin, hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân nằm trong số 29 hệ thống vũ khí và đạn dược do Ukraine yêu cầu Mỹ cung cấp, bên cạnh xe tăng, máy bay không người lái, hệ thống pháo binh, tên lửa chống hạm Harpoon và 2.000 tên lửa thông thường dùng cho các hệ thống HIMARS hoặc MLRS. Washington đã từ chối cung cấp các hệ thống vũ khí tầm xa hơn cho Kiev bởi lo ngại rằng Moscow sẽ coi đây là hành động leo thang lớn, có khả năng lôi kéo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào cuộc xung đột.